Hello, xin chào các bạn nha. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình cho các bạn xem một cái bộ còi. Đây là một bộ còi có 9 quả, 6 cái là D45 các bạn nhé. 6 cái D45. Thì cái bộ còi này thì mình có xem ở trên hội có một bạn. Lúc bạn ấy cầm bộ còi này là trong tay bạn ấy nó là một bộ loạn âm. Đấy, nó là một bộ loạn âm. Thì kêu tiếng thì thực sự là cũng vẫn to đấy, nhưng mà nó không có hòa được vào nhau, tiếng nó kêu loạn xì ngầu hết cả. Thì mình có lấy lại và về mình chỉnh âm đấy, mình chỉnh âm thì cũng không biết là lên nó như thế nào, thì cũng chưa biết, mình mới chỉnh xong đấy, mình cũng mới chỉnh xong. Thì hiện tại bây giờ là đang chuẩn bị lắp vào diều các bạn. Đây, cái bộ còi này thì 9 quả nhưng mà nó chỉ có 2 lạng 4 thôi, rất là nhẹ, 2 lạng 4 thôi. Thì hiện tại là mình đang chuẩn bị con diều đây đấy, cái con diều hơn 2 mét của mình, 2 mét 1 các bạn, khung cứng. Thì mình sẽ lắp cái bộ già này vào em diều này. Các bạn ơi, vào xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé, và để nhận những video mới nhất. Chúc bạn xem video vui vẻ, mời các bạn xem tiếp nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp vào em diều này các bạn nhé, để đợi gió rồi thả. Thì cũng không biết là âm nó kêu như nào, mình đi ở xe mình test cũng qua một lượt rồi, nhưng mà nghe âm cũng kêu cũng khá là to. Nhưng mà lên diều thì mình cũng mong là nó sẽ được như cái âm mà mình test ở trên xe. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn xem nhé. Mình cũng chưa bao giờ lắp cái dàn này cả. Lắp thì chắc là cũng sẽ hướng theo kiểu như sáo đơn thôi. Dàn thì lắp xuống lưng diều một chút. Đây, giờ lắp cho các bạn xem nhé. Ok các bạn nhé. Thì các bạn ơi, thì theo mình thì mình cũng xem nhiều anh em lắp sáo dàn rồi, cũng được nhìn được nhiều. Thì thường cái sáo dàn ấy thì anh em thường lắp sẽ đứng như thế này. Đấy, lắp. Còn sáo đơn thì lắp lên cao lên mãi đầu đây cơ. Đấy, sáo đơn lắp lên mãi đầu đây cơ. Thì sáo dàn thì thường sẽ lắp ở đoạn lưng diều các bạn nhé. Lắp đoạn lưng diều này thì khi cái đầu dàn, đầu trên này của các bạn thì nó không có vượt quá cái khung trên, thì khi bổ xuống nó không nó cũng bớt đi phần nào là cái dàn bị ảnh hưởng ấy, các bạn ạ. Đấy, thì ở đây mình có buộc một cái ống nhé các bạn nhé. Mình không khoan lỗ mà mình buộc ống. Đấy, bộ ống này mình giữ đây. Rồi cũng như bình thường thôi, cũng ăn chỉnh đoạn dây kéo lên khung trên. Đấy, làm sao tương đối để cho nó đón gió này, các bạn nhắm này. Đấy, nhắm theo cái miệng của nó này. Miệng của nó so với cái mặt phẳng của diều này. Đấy, nó có một chếch một góc ở đấy. Đấy, để cho nó đón gió nhé các bạn nhé. Thì mình cũng chưa biết là nó lắp như thế này đã chuẩn được chưa, bởi vì mình chưa lắp dàn bao giờ các bạn ạ. Thì cũng tham khảo em xem nhiều anh em lắp thì mình cũng lắp thế này đã, để xong rồi mình sẽ chỉnh dần nhé các bạn nhé. Nếu như mà lên mà nó ok thì mình không phải chỉnh nữa. Đấy, và bây giờ thì kéo hai cái dây ở đằng sau lên. Đấy, kéo lên để cho nó giữ cân bằng sáo nhé. Ok, tiếp theo là bên còn lại. Cái cách buộc này thì là mình hay buộc sáo đơn các bạn ạ. Mình hay buộc sáo đơn như thế này thì mình buộc dàn mình cũng sẽ buộc như thế này để xem là nó như thế nào, có ok không. Thì theo mình nghĩ thì cũng sẽ vẫn ok thôi các bạn nhé. Đấy, thì mình buộc như cái sáo đơn của mình buộc. Đấy, thế này là cũng tương đối chắc rồi các bạn, tương đối chắc rồi nhé. Nhưng mà cái dàn này nó rất là nặng, dàn nó rất là nặng, thế nên là mình sẽ thiết kế thêm một cái cọc ở đầu nữa như sáo đơn các bạn. Đấy, thiết kế thêm một cái cọc cắm ở đầu này nhé. Ok, thì đây mình chuẩn bị một cái cọc đây rồi, bây giờ mình sẽ cướp lên nhé. Ở đầu đây thì các bạn tách ra này, các bạn tách ra nhé, thấy chưa, các bạn tách đầu ra đây, chúng ta kẹp vào đây này. Đấy, thấy chưa, kẹp vào đây nhá. Đấy, thì mình sẽ đo lớn cái khoảng nó mình gót cái đầu này ra để cắm xuống nhé. Đấy, thì làm sao mà buộc để cho nó chắc chắn được các bạn ạ. Buộc cho nó chắc chắn khi lên gió nó đẩy vào dàn của các bạn thì nó ít bị lắc dàn. Đấy, nó im dàn thì diều lên nó sẽ im hơn và nó sẽ dễ lên hơn các bạn. Nếu mà lắc dàn thì khi lên nó hay bị treo đảo ấy, nó hay bị lệch diều thì nó sẽ rất là khó lên. Thế nên là các bạn buộc làm sao cho nó chắc chắn là được.
nhiều anh em thì không buộc cái đầu này mà các anh em chỉ kéo dây thôi. Đấy. Thì thông thường để thả dàn thì anh em phải có một điều khung thật là khỏe các bạn nhé, khung cứng để nó cái khung trên của các bạn cái dây giữ dây kéo kéo khung kéo dàn đấy, dây kéo dàn nó kéo lên cái khung này này. Đấy, cái khung của các bạn nó cứng, nó không có bị co lại thì nó sẽ giữ cái dàn im nhất. Diều các bạn dù có dẻo hay là không dẻo, dẻo như thế nào thì cái đoạn ở giữa, thấy chưa? Cái khoảng cách này, khoảng cách ở trong cái dàn này hoặc là trong cái khoảng các bạn lắp sáo thì các bạn cũng làm cho thật cứng nhé. Đúng chưa? Đấy. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Cái ok, cái này quá rồi. Cái lắp dàn nó sẽ phức tạp hơn lắp sáo đơn bình thường một chút các bạn ạ. Nhưng mà thực ra là nó cũng đơn giản đấy, các bạn để ý là các bạn lắp được, nó cũng không quá cầu kỳ. Hơn nữa sao là cái dàn của các bạn khi lên lắp lên diều nó im, kể cả khi gió nó đẩy vào đấy nó vẫn im được cái dàn. Dàn nó ít chuyển động thì cái diều của các bạn lên nó sẽ im. Cái dàn này của mình nó nặng 2 lạng 4 các bạn ạ, nặng 2 lạng 4. Đấy, thì cái con diều này của mình hôm trước mình đang đeo sáo đơn là đeo một quả sáo đơn nặng 2 lạng 6, đeo một quả sáo đơn nặng 2 lạng 6 thì hôm nay mình tự tin lắp vào cái dàn này, lắp vào cái diều này các bạn. Đấy, mong là nó sẽ phóng tốt. Ok các bạn nhé. Đấy, sau khi mình ấy mình sẽ để cái đầu trên vào cho nó im nhé. Đấy, rồi các bạn ạ. Đấy, như vậy là mình thấy là cái dàn này rất là chắc chắn rồi các bạn ạ. Đấy, lên diều khá là nhiều. Ok, view cho các bạn xem chi tiết nhé. Đây, ok các bạn này. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Ở đây có một cái cọc này, một cái lỗ này. À, bình thường ở đây có một cái lỗ, nhưng mà mình thay cái lỗ bằng buộc cái ống tiêu này. Thấy chưa? Mình buộc bằng cái ống. Đấy, để giữ. Và hai cái dây kéo ra đằng sau. Các bạn kéo căng nhé, cố gắng là kéo căng nhé. Kéo căng đằng sau để cho nó giữ cái dàn này. Kéo đằng sau, và hai cái dây đằng trước này nó sẽ giữ đằng trước. Đấy, thì cái dàn của các bạn sẽ rất là cân đối và chắc chắn. Chưa? Rất là đơn giản thôi, đấy, các bạn thấy chắc chắn chưa? Còn đây, thì ở trên này có cắm một cái lỗ đây. Thì các bạn cố gắng hãy khoan nhé. Hãy khoan thủng cái lỗ này. Khoan thủng để các bạn đút vào cây này nó sẽ giữ im hơn. Đấy, cây này nó sẽ giữ im hơn là khi các giữ im hơn là khi các bạn buộc nhé. Đấy, ở phần trên này này. Phần trên này thì các bạn kẹp nó vào giữa cái thanh này. Tách cái đầu này ra, kẹp nó vào cái thanh này. Đó. Nó giữ rất là im, rất là chắc chắn luôn các bạn.
Đấy. Nhưng mà mình vẫn đang lo là em này nó sẽ bị nhẹ đầu. Vẫn đang hơi lo là sẽ bị nhẹ đầu các bạn. Bởi vì cái quả sáo hôm trước, cái quả sáo hôm trước của mình, hôm trước mình lắp một quả sáo là nó nặng hơn em dàn này khoảng 2 hoa. Nặng hơn 2 hoa các bạn ạ. Đấy, mà sáo dàn thì lắp ở khoảng lưng lưng. Sáo dàn lắp ở khoảng lưng diều. Đấy, còn sáo đơn thì lắp lên trên này một chút. Sáo đơn lắp lên trên này một chút. Đấy. Nhưng cũng không biết là nó có bị nhẹ đầu hay không. Ok, thì khi nào mang đi thả mình sẽ thiết kế thêm một cái quả pin ở đầu này nữa để cho nó chắc chắn là nó hơi nhẹ đầu thì nó sẽ dễ lên, còn nhẹ hơi nặng đầu thì nó sẽ lên được. Đấy, nếu mà cảm giác nặng đầu quá thì mình sẽ tháo ra được, còn nếu mà nhẹ đầu ấy, nhẹ đầu đâm lên mà nó trao đi, nó bổ xuống là rất là nguy hiểm. Đấy, nên là cũng kinh nghiệm một phần là khi các bạn mà test diều thì các bạn nên cho nó hơi nặng đầu một chút nhé, hơi nặng đầu một chút, cố gắng làm sao là cho nó hơi nặng đầu một chút. Ok các bạn, đấy như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách buộc cái sáo dàn nhá. Đấy, rất là chắc chắn đúng không ạ? Ok, nếu mà các bạn thấy video này mà hữu ích thì nhớ bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Và để hóng xem video tiếp theo thì mình sẽ săn gió để thả em diều này lên cho các bạn xem nhá. Cũng đang rất là háo hức để xem là bộ dàn này khi lên nó sẽ kêu như thế nào. Đấy. Còn vậy ở dưới thì nghe rất là gia tài đúng không? Đấy, các bạn đã nghe đấy. Trời không có gió luôn. Đấy. Vừa mới mưa xong các bạn ạ. Hai sân vẫn còn ướt đây. Thì mình sẽ đợi gió, có gió mình sẽ ra đầm cho các bạn thưởng thức cái âm thanh này nhá. Mình đang rất háo hức, từ trước giờ chưa bao giờ chơi dàn các bạn ạ. Toàn chơi sáo đơn thôi. Đấy, đợt này thì có một bộ dàn để thử nghe xem âm thế nào. Rất là háo hức luôn. Ok, nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo nhé các bạn nhé. Đấy. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chào.